Mình xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay là mình có cái đàn heo này là hôm nay là được 16 ngày nè các bạn. Đây đàn heo con của mình hôm nay được 16 ngày nha. Mình cho nó ăn hai cữ cám sữa và một cữ cám khô nha. Buổi trưa mình cho ăn cám khô nha. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn điều trị mấy con diêm da nè. Ở đây là có một con diêm da nè các bạn thấy không? Đó. Rồi con nằm xuống, con nhỏ này là cũng một con diêm da luôn. Bây giờ mình sẽ bắt lên cho các bạn xem mấy con diêm da nó như thế nào và cách điều trị như sau nha. Ở đây thì mình có hai con bị diêm da nha các bạn, một con nặng một con nhẹ nha. Đây các bạn, ở đây là cái con diêm da nhẹ này là nó hơi bị sạm xuống các bạn. Rồi cái tiếp theo là mình sẽ cho các bạn xem một con diêm nặng nó thấy rõ rệt được. Đây là cái con diêm da nó bị nặng nè các bạn. Các bạn nhìn thấy da nó không? Mới mốt á, nó sẽ đóng thừng từ từ dãy sờ dãy luôn các bạn. Dãy là da này là nó cứng ngắc, nó khô queo luôn á. Mới mốt nếu mà nó đóng dãy á là da chỗ này nó cứng luôn, lông nó cũng cứng luôn nha. Bây giờ mình quay bụng cho các bạn xem nè. Đây nè các bạn. Các bạn nhìn thấy bụng nó nha, nó đóng dãy luôn và nó cứng luôn. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn điều trị những con bị diêm da này nha. Ở đây các bạn biết mình đeo bao tay để làm gì không? Ở đây á là mình sẽ chuẩn bị là bình mực viết lông dầu. Ở đây là bình mực viết lông dầu nha các bạn nhớ lưu ý là dùng mực viết lông dầu nha. Còn mà mực viết lông bình thường á là không được nha các bạn. Nếu mà các bạn có bông ròn á thì các bạn sẽ sử dụng bông ròn, còn có bông ròn thì các bạn sẽ dùng dây cám nha. Các bạn biết bình mực này với dây cám này để làm gì không? Các bạn đoán thử coi. Cái này á, mực này á, chúng ta sẽ chế vô đây để làm cho nó ướt cái này. Cái bình mực á, chúng ta sẽ chế vô dây cám, chúng ta sẽ làm ướt dây cám và chúng ta tha lên khắp người con heo để điều trị diêm da cho con heo nha các bạn. Để cho heo nó nhanh khỏi, sau này nó sẽ bong chóc cái lớp và bị diêm da bên ngoài ra. Rồi da con heo nó sẽ hồng hào trở lại và nó sẽ phát triển bình thường như những con khác nha. Rồi tiếp theo là mình sử dụng thuốc để tiêm cho con heo nha. Ở đây thì mình sẽ sử dụng hai loại thuốc nha các bạn. Một là thuốc hạ sốt, các bạn dùng hạ sốt loại nào cũng được nha, không nhất thiết phải dùng giống mình. Thuốc hạ sốt loại nào cũng được nha, chỉ cần hạ sốt là được nha các bạn. Đề phòng mà con heo nó bị diêm da, nó bị sốt nha. Rồi tiếp theo là mình sẽ dùng Amoxicillin nha các bạn. Cái này là cái Vechimoxin, là cái Amoxicillin của Pháp, là tốt nhất thị trường hiện nay. Những con heo mà bị bệnh nặng, diêm nặng và dùng heo nái, các bạn ưu tiên dùng loại thuốc này để cho nó hiệu quả hơn nha. Các bạn nếu mà cần cái loại thuốc này các bạn cứ liên hệ với mình. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiêm thuốc Amoxicillin cho nó trước. Hôm nay là ngày đầu tiên mình điều trị cho nó, mình sẽ tiêm trên nó trước một mũi Amoxicillin. Rồi xong chiều lại nếu mà nó có biểu hiện sốt hay là gì đó thì mình sẽ tiêm một mũi hạ sốt. Rồi ngày mai nữa mình xem coi nó có biểu hiện sốt hay là bỏ ăn ủ rũ hay không, mình tiêm cho hạ sốt nữa. Ngày mốt mình sẽ tiêm Amoxicillin nha. Các bạn theo dõi mình là Amoxicillin là tiêm một ngày nghỉ một ngày, hạ sốt là chúng ta có thể tiêm mỗi ngày vẫn được. Rồi các bạn theo dõi xem clip của mình là điều trị con này bao nhiêu ngày thì nó sẽ thành công. Hôm nay là ngày đầu tiên mình điều trị cho bầy heo con này nha, hai con bị diêm da này nha. Đây là Amoxicillin nè, mình sẽ chích cho một con 1c đến 1c rưỡi nha các bạn. Heo của mình hôm nay được 16 ngày, chích 1c 1c rưỡi là không thành vấn đề gì nha. Mình chích xong mình sẽ bôi mực cho các bạn xem luôn nha. Rồi mình quay cho các bạn xem hai con mình đã tha mực nó xong nha các bạn, mình đã tiêm Amoxicillin xong, mình tha mực xong nha. Rồi buổi trưa nay và buổi chiều á mình xem nó như thế nào á thì mình sẽ tiêm cho nó mũi hạ sốt. Nếu mà chưa không có vấn đề gì á thì buổi chiều mình sẽ tiêm hạ sốt cho nó nha. Các bạn nhớ lưu ý là phải tiêm hạ sốt. Cái này á là nó bị diêm da là nó bị nó dễ bị hành nóng lạnh lắm các bạn. Khi mà các bạn mà tha mực cho nó rồi á thì các bạn nên để riêng hai con này khoảng chừng 30 đến 60 phút sau. Để cho mực nó khô á thì các bạn để chung với đàn của nó nha. Còn các bạn để qua chung đàn với nó liền á thì nó sẽ dính mấy con kia, các bạn nhìn nó dơ lắm. Các bạn nhớ bôi mực nó mới nhanh hết nha các bạn. Còn các bạn chích Amoxicillin và tiêm hạ sốt á thì nó lâu lắm. Mực này nó sẽ điều trị viêm da ngoài luôn nha. Các bạn nào mà có phương pháp mà điều trị hiệu quả thì các bạn nhớ bình luận xuống để chia sẻ cho mọi người cùng biết nha, để mình cùng học hỏi thêm. Các bạn thấy clip của mình hay á thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua.
Thì heo mà có vấn đề gì á thì mình sẽ quay cho bạn xem. Các bạn nhớ đón xem hết clip này, xem con heo này bao nhiêu ngày nó sẽ hết bị viêm da này nha các bạn. Hôm nay là ngày 17 tháng 11 năm 2022 nha. Ngày mai á thì mình sẽ quay cho các bạn xem thêm hai con này nha. Các bạn nhớ lưu ý là hai con này các bạn không tắm nha các bạn. Các bạn lưu ý là hai con này các bạn không tắm nha. Tầm 2 đến 3 ngày thì các bạn sẽ thêm mực cho nó để cho nó nhanh lành nha các bạn. Để cho cái viêm da bên ngoài á, giống như là quy khuẩn nấm rồi đó, nó không phát triển nữa. Để cho nó nhanh hết nha các bạn. Các bạn chích thêm ma móc nữa để cho nó kháng viêm, để cho nó mau lành vết thương. Rồi ngày mai nữa thì mình sẽ quay cho các bạn xem thêm nha. Hôm nay là ngày thứ hai của hai con nó bị viêm da nè các bạn. Hôm qua mình bôi mực rất là nhiều luôn và hôm nay nó trôi bớt rồi nha. Thì hôm nay thì mình không tiêm ma móc nữa, mà hôm nay thì mình sẽ tiêm cho một con là nửa C hạ sốt. Bây giờ thì mình tiêm hạ sốt cho nó với mình vô mực cho nó. Thì ngày mai là ngày thứ ba thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem, để xem tình hình con heo như thế nào, nó có cải thiện hay không nha. Rồi đây là ngày thứ ba của hai con viêm da nè các bạn. Đây là ngày thứ ba mình điều trị hai con viêm da nha. Bên đây là bầy mình tắt rồi nè. Đó, hai con viêm da, chiều nay thì mình đã tiêm mực cho nó nha các bạn. Ngày thứ nhất là mình đã chích amoc rồi, ngày thứ hai là mình tiêm hạ sốt, ngày thứ ba này á là mình tiêm cho nó mũi amoc nha. Rồi mỗi ngày á thì các bạn có thể là tiêm cho nó một mũi hạ sốt, amoc á thì mình tiêm cho nó 3 mũi thì mình ngưng để mình kiểm tra coi tình hình như thế nào nha. Nếu mà nó giảm á thì mình sẽ ngưng nha. 2-3 ngày sau thì mình sẽ tiêm lại một mũi amoc nữa. Rồi mình xem tình hình nó có ăn yếu hay không hay bỏ ăn hay không thì mình mới tiêm hạ sốt nha. Rồi tới ngày kế tiếp á thì mình quay cho bạn xem mình sẽ cập nhật điều trị hai con này như thế nào, để các bạn có tư liệu tham khảo để các bạn sau này gặp để các bạn điều trị nha. Mực xanh methylene này á là mực dầu nha các bạn. Các bạn ra hiệu sách á, các bạn mua bình mực viết lông dầu nha, các bạn bôi lên khắp người nó, chỗ nào mà nó bị viêm da các bạn cứ bôi lên giáp người nó hết luôn đi, không có vấn đề gì hết. Các bạn đừng tắm rửa cho nó, vài ngày là tự động nó sẽ bay màu, các bạn cứ yên tâm vấn đề đó. Bôi lên không ảnh hưởng gì nha các bạn, nó bôi lên là mình sẽ điều trị viêm da nha, các bạn cứ yên tâm nha. Còn các bạn mà không bôi mực này á thì nó rất là lâu hết luôn. Còn bôi này á thì mực nó dính vô rồi từ từ cái lớp da bên ngoài á nó sẽ bong theo rồi nó sẽ nhanh hết nha. Các bạn chích thêm kháng viêm và hạ sốt. Thường thường là nó bị viêm da là nó sẽ hành nóng lạnh nha các bạn, nó dễ bị sốt nha, nên các bạn theo dõi cái tình hình những con heo mà bị viêm da hoặc là những con heo mà bị thương nặng đó. Rồi các bạn thấy clip của mình hay á thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Đây, ở đây mình sẽ cho các bạn xem heo mình ngày thứ sáu nha. Ngày thứ sáu đây là một con viêm da nè, đây là hai con viêm da nè. Đó, mấy cái đây là con viêm da nhẹ lần trước nè các bạn, nó chỉ viêm da ở dưới bụng với phần cổ phần tay nó nha. Hôm nay cái tay nó là các bạn nó bóng lưỡng luôn rồi nè. Rồi cái con viêm da này lần trước nè, cái tay của nó đen thui luôn, hai bên cổ bên tay đen thui luôn, cái lưng là nó nhám luôn. Rồi hôm nay á là mình bôi mực xanh methylene lên á, mực mà viết bảng mà dạng viết lông dầu á các bạn. Dùng bằng cồn bôi mới được chứ dùng tay không là chùi không ra á, là hôm nay nó là được 6 ngày nha. Rồi mình nhắc lại các bạn quy trình điều trị những con viêm da này là amoc, các bạn ưu tiên dùng amoc chai loại tốt, là các bạn tiêm 3 mũi, tiêm 1 ngày nghỉ 1 ngày. Hạ sốt á, thì các bạn có thể tiêm liên tục từ 2 đến 4 ngày tùy theo con heo nó có triệu chứng sốt hay không nha, mà thường thường là heo về viêm da là rất là dễ bị sốt nha các bạn. Rồi khi mà chúng ta tiêm thuốc xong thì chúng ta sẽ bôi mực lên cái phần da của con heo, chúng ta cứ bôi giáp người nó luôn. Thường thường là nó sẽ bị từ bụng rồi nó mới lên trên da, chứ không bao giờ nó bị da rồi mới tới bụng nha các bạn. Các bạn để ý những con heo đó nó bị bụng dưới, mới ban đầu nó không bụng, nó không còn trắng đâu, bụng nó bắt đầu nó kéo xám xám, nó kéo mài giống như hơi dày lại, da nó hơi cứng lại các bạn, rồi nó hơi xám lại, thì các bạn chẩn đoán coi là phải nó bị viêm da hay không. Nếu mà bị thì chúng ta sẽ điều trị sớm nó dễ hơn. Còn mà chúng ta mà đợi tới nó da nó khô cằn, nó cứng lên giống như da ếch mà phơi khô luôn á, là tới đó là nó quá nặng rồi. Con heo là nó chủ yếu là nó nằm nhiều các bạn, nó dễ bị sốt lắm đó. Hai con này nè các bạn, so sánh mà lúc mà ngày đầu tiên với ngày thứ sáu xem cho hai con nó có sự khác biệt hay không nha. Các bạn coi hai lỗ tai nó kìa, lỗ tai nó bây giờ trắng tươi rồi, nó đâu có dính gì nữa đâu. Đây nè, lỗ tai dưới cũng vậy nè, trắng tươi luôn nè, nó bong chóc ra hết rồi. Chúng ta bôi mực á, nó bong chóc ra hết rồi. Các bạn cứ áp dụng đúng cái phương pháp của mình đảm bảo các bạn là điều trị những con viêm da này hiệu quả.
heo lớn á thì có thể là nó điều trị hơi lâu hơn nha các bạn. Với mà trường hợp là viêm da thì có thể là điều trị hơi bị lâu ngày nhưng mà nó vẫn hết. Còn mà chúng ta không bị, không điều trị á, là sau này con heo thứ nhất là nó sẽ bị còi, thứ hai nữa là da nó bị viêm quá nặng, có thể là nó hành rồi nó sốt chết khuya cũng không chừng nữa đó. Nên chúng ta trị ngay từ đầu thì nó sẽ hiệu quả hơn. Thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip của mình. Các bạn thấy clip của mình hay á thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình trong thời gian qua nha. Đây là cái clip hướng dẫn sơ để các bạn làm tư liệu tham khảo, để sau này các bạn có heo mà đúng như vậy á thì các bạn lấy ra để các bạn điều trị cho nó hiệu quả nha.